Đây là những chai xăng ha, chú xăng, bán xăng nè. Buôn bán bị bạ rằng có sống chứ giờ đâu có làm gì. Bán kiếm sống qua ngày ha. Rồi bán kẹo nè. Kẹo bánh rồi này kia. Đó. Giờ đâu có làm cái gì. Đấy, đồ kẹo bánh nè. Lớn tuổi rồi giờ làm cái gì cũng khó. Trẻ tuổi đây nhiều khi còn lên bờ xuống ruộng đúng không chú? Đã 13 năm rồi. Dạ. Chạng lúc xoáy này là mới bị đây luôn đúng không cô? Đúng rồi, đầu giờ mới bị đây. Dạ, mấy năm trước không bị. Mà mấy năm trước có lốc xoáy không cô? Cũng mưa gió dữ lắm mà không có đứng nổi mà bay mà chặng này bay không ngờ luôn á. Dạ, mà cô có nghĩ tới điều này không? Không ngờ luôn. Bao giờ nghĩ tới, có bao giờ bị đâu mà tự giờ nó bị. Dạ. Tức là nắng thì nắng kinh khủng luôn. Từ bữa giờ mình đâu có nghĩ là mưa như vậy đâu đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên mưa cái lốc xoáy luôn. Không hiểu nổi luôn. Cảm giác giống như ý như giống như là mình đang ở thành phố Biên Hòa mà cảm giác giống như đang ở một cái vùng nông thôn nào đó, ở quê đó. Y chang vậy đó. Nước thì ngập lụt quanh năm. Dạ. Nước thì ngập lụt quanh năm nhưng mà không có nước sinh hoạt. Khoảng tháng mấy là ngập lụt không? Ngập quanh năm luôn, tháng nào cũng ngập. Xoáy nè, lốc xoáy nè. Ôi, lốc xoáy ghê quá. Ôi, nè. Các bạn thì các bạn biết là khu vực... Ôi, lốc xoáy nè bà con, cô bác. Quá dữ luôn. Đó. Ôi, lốc xoáy ghê thiệt chứ. Nè, xoáy nguyên một cái đường luôn nè. Nè, xoáy nè. Đó, các bạn thì các bạn biết sao không? Lúc này Tuấn xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn thân mến nha. Một ngày thật là bình an và hạnh phúc. Hôm nay Tuấn đang có mặt ở đây là Bến Gỗ, Biên Hòa, Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay tình cờ hôm nay thì Tuấn cũng có cái duyên đi ngang qua đây. Thì muốn chia sẻ lại đến cho cô chú anh chị và các bạn được biết thêm cái khu vực này tình hình bữa nay như thế nào. Thì hôm qua tôi nghe thông tin là nghe nói là mới có một trận mưa thôi mà bão lốc xoáy khủng khiếp luôn, nhà đồ tan tóc hết rồi. Thì hôm nay Tuấn đang đồng hành với một người anh em là chợ Việt TV đây, cũng ở gần đây nè. Bây giờ hai anh em sẽ đi vô chia sẻ cái hành trình cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem luôn. Thì trong những lúc rảnh rỗi thì Tuấn sẽ đi đâu đó hay là một nơi nào đó thì Tuấn sẽ cập nhật những tình hình mới nhất cho cô chú anh chị và các bạn xem để biết nắm rõ thêm tình hình mọi nơi như thế nào ha. Thì bây giờ Tuấn sẽ đi vô. Đây là cái khu khu gọi là khu Long Hưng. Khu này là khu gì? Gọi là khu nhà này, nhà phố này. Biệt thự, cái này gọi là nhà phố thôi chứ. Đó, khu nhà phố Long Hưng này. Đó nguyên một cái dãy đây nhà không? Nhà rất đẹp ha. Long Hưng City á. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vô một khúc nữa. Đó là khu dân cư Long Hưng. Giờ Tuấn với anh chợ Việt đang đi vô đây thì thấy tôn rồi bay tan tóc hết nè. Đó, cây đu đủ rồi nó gãy hết luôn. Đằng trước bên kia cây đu đủ gãy hết luôn. Rồi tôn nè. Cái này tôn rách nè. Xé ra luôn, bay xé ra luôn. Khủng khiếp quá. Khủng khiếp ha. Cái này là lốc xoáy đúng không chú? Lốc xoáy nó xoáy ha. Nguồn xoáy gãy trụ điện luôn. Ghê không? Khủng khiếp quá. Năm nay sao thấy mấy ngày nay thấy Đồng Nai nhiều chuyện xảy ra quá. Đây là một cái trong mấy ngày nay thì trong vòng một tháng nay là tôi thấy là rất là nhiều chuyện xảy ra tại Đồng Nai. Đó, bà con cô chú anh chị có thể thấy nè, đây những cái cây rủ rủ đây nè. Gãy luôn nè. Đó, gãy từ bên trong đó, gãy đổ ra luôn. Cái cây này nằm bên trong tường đó. Khủng khiếp quá. Tan tác luôn. Lốc xoáy dữ thiệt chứ. Cô chú anh chị nhìn nè, đây nhờ những cái đu đủ gãy nè. Đó, người ta bó bọc lại nè. Wow, khủng khiếp quá. Mới có trận mưa thôi ha. Mới có hai trận mưa thôi mà khủng khiếp không? Nắng quá thì cũng chịu không nổi. Nắng quá thì cũng chịu không nổi. Mà mưa quá cũng chịu không nổi. Giờ không biết làm sao cho vừa lòng người.
Cái này là anh em đi chia sẻ thôi, tình hình để cho cô chú anh chị và các bạn xem để biết thêm thực tế. Còn đây là khu vực phía đằng sau. Ủa đây là khu dân cư hả ta? Mấy nhà này chắc lâu đời lắm rồi á. Mấy nhà này chắc lâu đời lắm hả? Đâu, cái khu này là mới đây mà, nhà còn mới nè. Sao nhìn nhà còn ấy? Chào cô chứ không quay phim đây tí được không ạ? Trời, cái nhà này sao bay dữ trời. Cái này mới lốc xoáy mới bay luôn hả cô? Dạ dạ, hôm nay con xuống đây tối này. Tối hôm qua. Đây này các bạn nhìn nè, gỡ hết cả nóc nhà ra luôn nè. Trời ơi. Mình cầm máy mà mình lốc nó bay ghê vậy ta. Này. Đó, ai cũng cầu mong là có những cái trận mưa để gọi là giải tỏa cái nhiệt độ. Lốc xoáy ghê quá cô chú anh chị và các bạn. Hàng loạt các nhà, quá khủng khiếp. Đây nè. Cái tôn mà nằm ở trên mái mà còn bay luôn. Ghê thiệt. Cái này là lúc mấy giờ ngày hôm qua cô ha? Này ngày hôm qua đúng không cô? Này là ngày hôm qua đúng không cô? Khoảng 3-4 giờ chiều. Mưa là tầm chắc 3 giờ mà nó bay chắc cũng tầm 3-4 giờ đó. Trời, lúc nãy con đứng ngoài kia thôi mà thấy lốc xoáy á, nó xoáy. Ngoài nó xoáy dữ không cô? Lốc gớm luôn. Nó xoáy dữ lắm, nó có bay cái nóc nhà à, sao năm sắt rồi dữ tôn đồ thiệt hại. Mà sao bây giờ có ai hỗ trợ cho con? Giờ có ai đó hỗ trợ mình chưa cô? Đồ gia dụng của nhà mình là để phơi ướt hết luôn hả con hả? Đã mưa mà. Dở tôn trống lóc trống lẫn nhà thiệt hại vậy, nhà cửa rồi đồ đạc gì hư ướt từng hình gì sạch. Trung hình đồ hư hết rồi, trung hình bên đây mà trung hình đồ hư sạch đó mà. Trung hình là hư hết luôn. Không, mà chắc chắn là chạy không kịp luôn. Đụng đồ trong nhà là kêu bằng tiêu tan lúc hết. Lúc đó hình như là bà con chị chạy rồi để nắng luôn. Nắng nóng quá. Nắng quá thì chịu không nổi mà mưa quá cũng khủng khiếp. Gió lốc nha các bạn này. Cái này là cho tình hình thời tiết. Đi. Trời, hôm nay con mới đầu con vào là cái khung ngoài đó như thế này mà lốc nó xoáy cuồn cuộn ở phía ngoài nghe con. Chạng lốc xoáy này là mới bị đây luôn đúng không cô? Đúng rồi, đầu giờ là mới bị đây. Giờ mấy năm trước không bị. Mà mấy năm trước có lốc xoáy không cô? Cũng mưa gió dữ lắm mà không có đến nổi mà bay mà chặng này bay không ngờ luôn á. Dạ, mà cô có nghĩ tới điều này không? Không ngờ luôn. Bao giờ nghĩ tới, có bao giờ bị đâu mà tự nhiên giờ nó bị. Dạ. Tức là nắng thì nắng kinh khủng luôn. Từ bữa giờ mình đâu có nghĩ là mưa như vậy đâu phải không? Tự nhiên mưa cái lốc xoáy luôn. Không hiểu nổi luôn ha. Nắng thì nắng chịu không nổi luôn. Mà mưa cái lốc bay nhà luôn. Bao cũng... giờ có đâu có là kỳ này là thiệt hại nặng luôn. Dạ, quá khủng luôn. Không biết sao đây. Ổng dông gió lốc rồi gặp trời mưa nữa. Dạ. Mưa chứ không phải dông gió sấy không. Mà hôm qua mưa, nữa. Qua mưa dữ không cô? Tầm tải luôn. Cô sống ở đây bao nhiêu năm đó rồi thì cô thấy có giờ cái tình huống này không bao giờ bị. Chưa bao giờ lần đầu tiên lần đầu tiên luôn á cả nhà. Dạ. Mấy chặng kia cũng có mưa, tao lên đồ cũng có dỗ này kia nhưng mà không có bị. Dạ. Chỉ chặng này là nó mới bay vậy thôi. Đó. Bên đây nữa, xung quanh đây luôn. Bây giờ mình đi. Bên kia nữa, dài bên kia nữa. Dạ, cô dọn hết rồi hả? Ừ, sáng người ta công an với số bộ đội rồi người ta lại dọn dẹp á, chứ chuyện qua là cái bằng đường bên kia chứ đường bên đây tắt luôn, tắt đường không dân không có được, không có được đi luôn. Mấy máy tên mà nó bay nó cản rồi thì đi đâu được. Rồi bây giờ tối ở đâu cô? Ở đây chứ đâu. Giờ ở đâu thì ở đỡ ngoài trời màn trời cuối đất chứ giờ ở đâu? Thì nó bay hết luôn nè, đây nè. Đó cả nhà nhìn nè. Ôi sắt ơi. Mà để che tôn này cũng làm sắt đi hết luôn. Bay hết bay bung luôn à. Không biết bây giờ bay đâu về đâu luôn hết à. Luôn. Ghê sắc thiệt. Nó thiệt hại nặng mà. Quá nặng nề luôn. Cái này giờ làm là tiền không á. Giờ làm là phải xây lại hết luôn ở trên. Rồi lấy đà rồi lại hết. Giờ mà màn trời cuối đất vậy rồi sao rồi thôi ngủ đỡ ngoài đây. Kinh hoàng thiệt. Để mình dòm cửa nhà cửa mình chứ. Cầu mong sao chiều nay đừng mưa nữa được. Nhớ. Người có người thì bây giờ đang cầu mưa mà không có mưa.
giờ yêu cầu cấp trên coi làm rút rút cho dân người ta ở chứ che nắng che mưa chứ để giờ tháng này là tháng mưa ổng mưa tới nữa. À. Chứ ổng quất đám mưa xuống đồ đạc. Thôi con chúc các cô nhiều may mắn ha. Ừ, dạ. Video này chia sẻ thì chắc sẽ có một số cô chú anh chị sẽ biết, sẽ tìm tới chia sẻ. Dạ. Đi qua đây một xíu nữa. Đó đi thẳng chứ có ba cái nữa, lần này đi qua bên kia nữa kìa, mấy bên kia nữa. Có một số nhà có một số nhà thì không bị, một số nhà thì bị. Đây. Ủa đây là nhà gì sao mà thấy có phân lô hết à cô? Đây là dàn nhà. À là nhà này. Một căn là một hộ, căn là tạm. Nhà người ta xây lên người ta bán cho mình hả? Không không, cái này là nhà tạm, là bên tụ hôm cốp người giải tỏa nó như về mình xuống đây ở nhà tạm. À dạng như là người ta di dời cho mình. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ không phải mình tự cắt, người ta cắt người ta di dời, người ta thu hồi đất của chủ lại như đây là ở đất đậu của người ta. Dạ. Nhà em là không có đất, em ở đất đậu rồi xong rồi bên bển người ta lấy đất của chủ đất thì ra xã ông Hưng độ mới di dời mình xuống đây ở nhà tạm thôi. Dạ. Gọi là chung cư tạm. Chứ giờ mình đâu có khả năng có tiền đâu mà mua đất mua nhà. Đất giờ mắc quá. Trời ơi bây giờ tiền hỏi đi làm công nhân lương có bao nhiêu. Tiền này tiền kia nó lấy đâu ra mà tiền mà anh mua đất, nếu mà có đất đâu ai ở đất đậu như vậy. Cô làm gần đây luôn hả cô? Không, làm công ty Tây Quan á, bên Long Bình á. Tây Quan cũng gần đây. Mà xin nghỉ ngày nay rồi coi nó giải quyết xong chưa mà chưa giải quyết được nữa nè. Dạ. Có vô nhà quay, vô nhà quay đi, nãy anh chưa quay rồi, cứ vô quay thoải mái đi. Rồi đây. Đây thì là nhà này thì bị bay. Nhà này thì bị bay một miếng bên này luôn. Ủa quay. Đó, quay cho bà con chia sẻ cả nhà. Trời ơi đây nè. Tan tóc hết luôn, mưa giờ dột vô biết đường nào là. Ồ. Nhà cô có thờ Phật nữa nè. May là cái may là trên bàn Phật vẫn còn được che chắn nè. Cũng còn may đó. Ăn cho đỡ buồn, nhà bị vậy cũng buồn rồi. Buồn đương nhiên cũng buồn rồi đó. Buồn rồi, chiều nay khi chiều nay trúng số độc đắc á. Trời ơi, con cậu mong á, đã bị vậy buồn mà con còn biết gì nữa không? Mẹ màn trời cuối đắc rồi. Bây giờ bà buồn, giờ bà buồn rồi bà có sống được không? Đời kia bà là bà chết rồi, bà chết à. Đó, năm này phải nói là một cái năm quá khủng khiếp. Bữa giờ là có một bữa giờ có vị sư Thích Minh Tuệ đang đi bộ xuyên Việt, chắc sắp vô tới đây. Chắc tầm nửa tháng nữa là vô tới đây. Giờ. Bởi vì gió nhiều, giờ vòng qua đây một khu nữa. Hy vọng là sư Thích Minh Tuệ sẽ đi bộ vô tới đây để bà con được đón tiếp, để được nhiều cái điều tốt đẹp. Ôi trời ơi, đằng sau này cũng bung luôn rồi. Khủng ghê không trời. Nứt hết rồi, mấy ngôi nhà tường nứt hết luôn. Đó bà con cô bác nhìn, cô chú anh chị. Bay hết luôn khu này, khúc này. Tan hoang luôn, không còn gì hết. Đây, nguyên một cái dãy này. Tan nát luôn rồi. Có bay không? Có bị gì không? Nhà này luôn hả? Giờ ở đỡ đây. Nhà sao nứt dữ vậy? Nè. Nứt vậy là nguy hiểm lắm. Cần phải có sửa lại. Dạ. Hả? Dạ. À. Đó, cô chú anh chị các bạn. Cuộc sống mình hàng ngày mình đi trên xe công, ngủ ngồi máy lạnh tính ra vẫn sung sướng. Nhiều người vẫn còn phải khổ. Mà bữa nay chưa có hàng đi, mấy bữa nữa mới có đi được. Tuấn đi chia sẻ đến bà con cô bác để biết được thêm, nắm bắt thêm tình hình như thế nào. Đấy, bà con ở đây là hầu như là làm công nhân là nhiều. Ồ, quá khủng khiếp luôn. À, hôm qua là bà có ở đây không? Bà có chứng kiến không? Trong nhà, ở ngoài sau mấy căn ngoài sau to như này. Dạ. Bay cái dao quá. Bay quá đây. Quất trên cái mái tôn này. Ghê hả? Dướng cái cột điện rồi. Chứ thôi nếu mà không có thì tôn đó ở ngoài sau nó bay, nó cũng gặp qua trên bên nhà mình. Con xin phép con chia sẻ một xíu để cho bà con cùng biết. Sợi cái nón ra cho lịch sự. Ngày hôm qua, dạ.
mới dọn dẹp buổi sáng, dân buôn rồi xuống công an rồi xuống vô. Bà nhìn giống thánh thiện á, nhìn giống ăn chay trường á. À, hay vậy. Hả? Giỏi vậy. Không, con nhìn cũng nhận ra được. Hay hả? Dạ. Giỏi. Đúng không bà? Đúng. Dạ. Vì ăn được 8 năm rồi. Dạ. Mới ăn này. Đây cháu của bà. Đúng rồi. Con của mẹ. Dạ. Thường khi thì ngày nào ảnh cũng ở nhà, ngày qua sao ảnh đi học á chứ. Dạ. Ồ, vui một mấy mấy tuần. Dạ. Ủa vậy nhà bà là đạo hòa, à, đạo cao đài. Dạ. Tốt. Thôi kệ nó, coi như cái nó tới mình đón phải đón thôi, đón nhận thôi đúng không bà? Mà sao năm nay con thấy nhiều điều xảy ra quá. Mới cách đây tuần ở cầu Đồng Nai nó bị rồi, sông mây rồi cá chết. Cầu Đồng Nai thì ấy. Mới Đồng Nai mới cách đây 10 ngày đây thôi. Đồng Nai nhiều cái đâu quá trời vụ luôn. Rồi con cảm ơn các cô nhé. Ở miền Tây thì bây giờ đang khô hạn, đang cầu mưa. Các cô sẽ sớm có mà mưa được thì nhà ta trôi luôn rồi. Dạ. Đây nàng ngày hôm qua cô về 6 giờ kém 15 đi kiếm cái ông nhỏ này. Dạ. Con mẹ con mà nó đi học mà gặp sự cố nhà mình cứ sợ gãy ở trong đây bị chuyện gì. Dạ. Sợ muốn chết luôn, cô bác người ta giữ nó quậy đầu đường á. Quá là khủng khiếp luôn. Hy vọng là qua cái video này sẽ có nhiều tôi người biết tới để đến đó, chia sẻ. Đó mạnh kiểu đó. Dạ. Đem hết liền lên đây mà bên kia ba như là dãy ba nhà đi. Dạ. Tôi hiểu làm sao mà trinh đuông nó trinh điện qua đây được hay thiệt. Dạ. Đó nguyên mấy cái cây này, mấy cây ngang này nó điện điện luôn hết luôn rồi chú thấy nó vậy trong nóc có gì đâu còn cây ngang rồi. Dạ. Ra trường học mà ngủ chứ đi ngủ tạm nhà này nhà kia chứ đâu có chỗ ngủ. Rồi tối nay cũng ngủ tạm thôi hả con? Dạ, sợ chiều nay nữa. Ngày mai chắc ngày mai người ta mưa mới sửa. Sợ chiều nay mưa nữa đó. Không ngày mai chắc là mới sửa. Bây giờ cô phơi này là cái gì? Cây uro làm thuốc uống. Dạ, cái này cây thuốc. Thuốc chữa bệnh gan. Mấy gió thì mạnh tôi không hiểu. Dạ. Nó rinh rinh liền xuống đây. Mấy cây sạn ngang xây ngang. Bà có hay coi thầy Thích Minh Tuệ đi bộ xuyên Việt không? Không. Dạ. Dạ. Đi tới đâu thì kêu luôn đi ra tới rồi hả? À là con là người quay ổng đầu tiên nè. Ừ, ra tới rồi đó. Dạ. Con là người quay ổng đầu tiên á. Giờ ổng nổi lắm. Ổng kiểu như chứng đắc rồi á. Sao á? Ổng sống đúng, ổng chứng đắc rồi. Giờ đi đâu ai cũng mến thương hết. Dạ. Dạ. Thầy đó là con quay đầu tiên đó. Sao rồi bây giờ mới nổi lên, giờ người ta quay nhiều lắm. Dạ. Cách đây con quay cách đây là 2 năm rồi. Bữa nay mới 2 năm ở giờ mới. Còn bây giờ là mới đây á. Ừ, thì hy vọng sẽ thầy sẽ đi vô tới trong đây sẽ hay lắm. Nhiều cái tốt. Như trong mình cũng đi ra tới người đó chứ. Phải không? Không ra đó rồi mai mốt mai mốt ông sẽ quay vô đây lại. Dạ. Đi lại xin cho ăn một buổi thôi, không lấy không mấy ngày. Dạ đúng rồi. Giờ bây giờ mình cầu chúc sao để cho vượt qua khó khăn, trở ngại là được rồi đúng không bác? Dạ. Như theo bà khi mà bị xảy ra cái chuyện này bà có cảm nhận gì không? Bà... cũng một Phật cũng sợ cũng... lắm chứ. Dạ. Cũng sợ lắm mà. Như vậy, trên cắt đắng thiên liền che chở. Dạ. Giờ bà có mong muốn gì không? Có nguyện cầu gì không? À, thì nguyện cầu thì chồng sớm bình yên này kia mình. Dạ. Hy vọng là hôm nay cái duyên đủ duyên con tới đây thì cũng chia sẻ video thì sẽ nhiều người biết tới sẽ đến chia sẻ. Qua có một trận mưa chứ phải thêm trận mưa nữa là không biết làm sao. Dạ. Tùm lum hết. Tan nát hết luôn. Tanh bình hết trơn. Sáng nay là mới dọn á. Mới dọn sáng nay. Biết nếu mà sáng mà tới sớm còn khủng nữa. Tôn ra tới đây mà. Dạ. Mình lâu chốt nhỏ mấy trăm dân quân ta dọn để dưới đằng kia. Dạ. Ừ mà sáng mà chú lại chú thấy cái dàn to này chú mới biết sợ là gió. Dạ. Đức cơ đó ra ngoài đó vừa đường đó gốc cột đi ngã gãy hai gãy ba đây này đường này nè. À, anh rinh nguyên cái dàn cây xà ngang này luôn còn bốn bức tường không mà hỏi gió cho mạnh như vậy. Dạ. Ba căn nhà trên điện này. Không hiểu làm sao. Nhà sau mình lên nhà trước đây cũng mười mấy thước ha. À, anh đi ngang nhà tôi cảnh hên anh quẹt. Quẹt một đường dài nè, yeah. Tét đường dài nè, cái rũ một lỗ nữa. Chúc các cô nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, sẽ vượt qua được hết tất cả tai nạn. Rồi giờ con đi chia sẻ để cho bà con để biết. Cảm ơn cậu. Dạ. Qua rồi không sao hết. Dạ. Qua rồi không sao hết. Coi như là tới liền
tỉnh tới liền, tỉnh tới hỗ trợ tiền cho mấy người mà. Dạ. Qua những hình ảnh vừa rồi Tuấn chia sẻ thì thấy bà con toàn là những cụ bà lớn tuổi không, 80 mấy 90, nhìn rất là thật tình, rất là hiền lành, chất phác. Đó. Chứ không phải là như thế nào đâu. Đây, bây giờ Tuấn đi một vòng ra đây nữa. Nhìn cái khung cảnh rất là buồn luôn. Rất là buồn bà. Không được gọi là... Khi mình ở trong một ngôi nhà lành lặn mà mình nhìn thấy cảnh này mình thấy rất là đau lòng. Đây, bên này nữa. Dòng qua khu bên này. Thì cũng là cái đường hồi nãy đây. Như một cái dòng, một khu xóm này. Dưới đây là bờ sông. Bên kia là mình nhìn thấy cầu Đồng Nai luôn. Đó, qua kia là nhìn thấy cầu Đồng Nai. Từ ngay chỗ ngã ba Vũng Tàu đi lên đây khoảng 7-8 cây số là tới rồi, 7 cây số. Cũng gần, giáp ranh giữa thành phố Biên Hòa luôn. Đâu? Ở ngoài đường nhưng mà quy hoạch. Dạ. Nay mười mấy năm rồi, ngập lúc, về chứ vài bữa nó ngập lúc luôn. Ngập luôn hả chú? Ngập tới đây ồ khổ dữ vậy, tràn vô nhà luôn, nhưng mà này là nhà tạm, nó đập nhà cưỡng chế đem vô đây nè. Dạ. Cho nên giờ dân giờ ở tạm mà bây giờ hôm qua tróc nhà nó bay tùm lum. Vậy giờ có ai vô hỗ trợ cho mình không chú? Vô đâu có đâu, có ủy ban nó xuống nó thanh toán, nó dọn kèm ba cái đồ tàn dư thôi, còn chưa biết cái gì hết. Dạ khổ quá. Vài tháng, 2 tháng nữa là nó gặp lúc. Ở đây là thuộc là cũng là giáp ranh với thành phố Biên Hòa đó. Mà thì nhìn đây là thành phố Biên Hòa. Dạ thành phố Biên Hòa, nhưng mà nhìn cái cuộc sống của bà con rất là khó khăn ha. Tại vì không, nhà cửa mình ở ngoài kia, dân đây là nhà cửa ngoài kia bị cưỡng chế vô đây không nè. Dạ. Rồi đây vẫn đây những chai xăng ha, chú xăng, bán xăng nè. Buôn bán bậy bạ đang có sống chứ giờ đâu có làm gì. Bán kiếm sống qua ngày ha. Rồi bán kẹo nè. Kẹo bánh rồi này kia. Đó. Đồ kẹo bánh lớn tuổi rồi giờ làm cái gì cũng khó, trẻ tuổi đây nhiều khi còn lên bờ xuống ruộng đúng không chú? Đã 13 năm rồi. Tại nước ở đâu chú? Bơm nước sông lên kìa để tắm. Tắm cũng tắm xong đó, giờ nè cái nhà này là đang xài nước sông nè. Dạ. Còn mình uống là uống nước bình này. Ừ. Rồi, tắm là tắm nước sông. Đó rồi có số thì còn vô được, còn có số thì ta chưa vô, không cho vô. Chú có thể nói rõ địa chỉ ở đây là cụ thể là như đây là xã Long Hưng. Dạ. Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Dự án kinh đô nó cốp và kinh tế mở Long Hưng á. Dạ dạ. Mình cảm giác giống như giống như là mình đang ở thành phố Biên Hòa mà cảm giác giống như đang ở một cái vùng nông thôn nào đó, ở quê đó. Y chang vậy đó. Nước thì ngập lụt quanh năm, dạ. Nước thì ngập lụt quanh năm nhưng mà không có nước sinh hoạt. Khoảng tháng mấy là ngập lụt cô? Ngập quanh năm luôn, tháng nào cũng ngập nhưng mà dạ. một tháng là ngập 2 lần. Dữ vậy. Đó là lên chỗ đó mà nó tràn lên luôn. Lên tới đây nè chú. Dạ. Ngập lên tới đây luôn nè. Đó, chỗ đó luôn đó, 5 tấc. Đó, cái mức nước đó, hồi đó chú nhìn thấy mức nước lên tới đó, mức nước đó. Nhưng mà trong đây là không có nước sinh hoạt. Tại vì cái khu này là khu tạm cư. Ở đây không phải đơn giản là nó sập do bão. Do thiên tai mà dí do cái nhà đây anh xây nè, anh coi nè, xây tường 10 không à. Đúng rồi. Quay sao cao lắm. Coi đúng như rồi. Là nếu nhà mình ở là mình xây cái này là thuộc về cái nhà dứ, nhưng ngược lại hay cho đây là cái mặt tiền. Ở ngoài sao xây cao lắm, 4-5 mét mà cũng là tường 10 không à. Cho nên mười mấy năm rồi nó sập, nó cái tường nó bây giờ anh lại giờ xi măng anh bẻ cái là mà hôm qua lúc xoáy quảng loạn hết. À, cô chứng kiến không? Cô chứng kiến cái cảnh quay. Tôi ở tại nhà mà. Nói chung là ai cũng quảng loạn hết nhưng mà lúc đó tôi lật mặt tôi cúp cò dao tôi sợ quá thì vừa nghe ầy đùng hay chút lên đây dây điện đầu tôi nó bay hủ qua dây điện cao thế, cái trụ điện đó nó ngã giữa đường luôn mà. Khủng khiếp quá. Rồi ngoài sau thì hai bên tôi nó chụm lại tay, ngoài sau là hai căn nhà nó đối nhau. Cho nên tôi nó ụp như cái sợi dây điện cao đế nằm giữa nhà của người dân luôn. Mà không biết sao cũng may mắn là dân cao số không có bị điện giật. Vậy là mừng lắm rồi đó. Đúng không? Phước lớn lắm á. Cơn lốc ngày qua vậy là phước lớn lắm mà. Đúng là dân qua là may mắn tôi như ông trời che chở. Trời che chở đó. Không có sống nổi. Nãy qua bên này có cái cô kia ăn chay trường bên đây. Dạ. Cô đạo cao đài. Chắc trời che chở chứ. Cái ngày qua mà vậy mà không xảy ra điện giật. Nói chung là nếu mà nói gì về mà tôi mà nó bay trúng á là cũng đủ chết, đừng nói chi điện giật. Dạ. Điện mà nó sập nó chặn xuống giữa hai cái nhà nó cách nhau có 4 mét cùng à. Anh thấy cái đường đi sao hai nhà trâu mặt nhau á. Mà cái đường dây điện thì nó nằm trên. Các cô sẽ được ơn trên che chở ha. Trời Phật che chở.
chứ không ai che chở được. Nãy giờ thì Tuấn đi một vòng chia sẻ xung quanh thì Tuấn thấy khung cảnh đây rất là tan tác luôn. Ở đây là một cái quán nhậu nè, bia tươi, bia đen gì đây mà thấy cũng tan tác, giờ thấy chắc cũng người ta nghỉ bán luôn rồi sao á. Nguyên khu này nè, nguyên một dãy mặt bằng, kiểu như ế quá sao người ta cũng nghỉ luôn. Đây mà qua mưa gió hốt quá, yeah. Người tụt lụt lên, người dân chúng không dám lận luôn. Một cô sao thấy cô, nhìn cô giống có vẻ người giống người Ấn Độ hả? Người Ấn, cha yeah. Gốc. Dạ, yeah. Thấy có một cái dấu chấm mà chấm giữa trán màu chấm đỏ. Chấm là đã có chồng rồi. Dạ, yeah. Là thường thường là người Ấn là lấy chồng được một lần thôi đúng không? Người ta chỉ một lần, chừng nào chồng chết rồi là ở vậy, người ta suốt đời luôn. Thủy với chồng mà. Còn người Việt Nam mình nhiều khi lấy được mấy đời được. Việt Nam thì cái đó đâu có biết được hoàn cảnh người ta. Dạ. Người Ấn vậy là người ta chung thủy với chồng á. Là một người đời chồng thôi. Nãy thấy cô có một đứa con á, là có con đứa con. Dạ. Con đẹp trai quá ha. Đứa lớn 31 tuổi, đứa con gái thứ hai là 30 tuổi. Dạ. Làm công ty chung mẹ luôn. Còn cái thằng con trai thì làm công ty ở Sài Gòn, nó biết mấy chú lên clip vậy nè, nó đang xem bển điện mẹ ơi mẹ vậy sao mẹ không nói con, sợ bị chặn ở cổng á. Dạ. Nói là thôi con mất đi làm mẹ không có cho hay, giờ mẹ muốn nói cho biết là nhà tan nát hết rồi. Hư yeah. Hao bể hết mà đều không có mất mát đau thương gì rồi thấy mừng, sợ nó đè chết người chứ. Quá là khủng khiếp ha. Khủng khiếp hôm qua cô bác sợ quá trời rung tê tê. Mấy bà già chạy ra không kịp luôn. Rồi lúc đó là cũng có cô ở đó luôn ha. Cô đi làm mới vừa về tới đây là chẹp lép hết rồi. Dạ. Còn những cái người mà ngồi trong nhà đó là chị ruột của cô. Dạ. Bà ướt nhem mưa mà bà bị đau hình kinh tọ, cẳng chân mới đi nhà thương về không chạy được, ngồi y trên luôn. Dạ. Con cái bà về mới là ẩm bà lên trên xe chở đi vô trường học đặng ngủ đỡ, tối nay đi ngủ trường học nữa. Ngủ trường học gần đây luôn rồi luôn. Đây, trường học trong đây. Học Lâm Hưng. Thấy cái khung cảnh gì đâu mà thấy tan tác quá đây. Đó, trong vòng có chưa đầy 10 ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Ở miền Tây thì khô hạn, rồi ở miền Nam thì nhảy cầu rồi cá chết rồi tùm lum hết, không biết nó sẽ còn những chuyện gì xảy ra nữa đây. Cầu mong sao mà cho yên bình dân chúng đầy đủ, chứ thấy cái cảnh này 55 tuổi đời mới thấy lần đầu tiên. Dạ. Cô có mơ ước gì không? Suy nghĩ gì sau này không? Trời ơi, cô nghĩ sao mà cô được có nhà, có cửa yên ổn, dù cho cái nhà một mái nhỏ nhỏ ở được rồi, có mẹ con à. Dạ. Mấy đứa lớn thì có chồng, có vợ thì đi về bên chồng, bên vợ làm dâu người ta, làm rể. Dạ. Cô khổ ở đây, cha mẹ mất rồi, có nuôi được thằng nhỏ nhỏ xíu 9 tuổi, em bé đó, 9 tuổi đi học. Hôm qua mà cô về cô nói trời ơi, nó ở trong nhà có chuyện gì chắc cô cũng nhảy vô cô chết luôn, chứ giờ không biết làm sao luôn. Dạ. Rồi nghe cô bác nó đang giữ nó ngoài đường không có cho vô, tại nhà chẹp lép hết rồi. Rồi cái giờ cô mừng quá chạy ra đón con đi lên tiệm cơm ăn, ta lấy dĩa có 10.000 tao tội nghiệp á. Dạ. Căng ha, nó bây giờ càng ngày càng căng thẳng. Con chúc cô và các cô ở đây nhiều may mắn ha, sức khỏe. Ơn trên Phật sẽ hộ vệ độ trì cho các cô vượt qua cái thử thách chướng ngại. Sợ quá trời, 55 tuổi đầu mới gặp lần đầu tiên quá sợ. Người thì ở nhà to cao quá, người thì đúng rồi. Ở nhà lốc xoáy không, đúng rồi, số phận. Dạ. Quá dư giả rồi cô. Xin chào các hai cô luôn ha. Rồi. Dạ. Uống nước rồi. Cô cho con, cô có bán gì? Cho con 2 ly trà tắc hay cô? Uống cho mát. Bán cho mấy em. Hôm nay là con xuống đây là các cô sẽ sắp gặp điều may mắn rồi đó. Rồi, hy vọng là sẽ có nhà mới ở. Dạ. Mà cái điều này con thắc mắc nè, ủa cô là người Ấn Độ mà sao cô ở Việt Nam? Cha hồi xưa đi đánh giặc, đi nước đánh giặc đó. Dạ. Rồi cái cha lọt qua bên đây, rồi cái cha ở bên đây lấy vợ bên đây luôn. À thì ra là gì? Mẹ Việt cha Ấn. Mẹ Việt cha Ấn. Rồi cô lấy chồng Việt. Lấy chồng Việt. Dạ. Ba mẹ mất đây mấy chục năm rồi. Dạ. Cô là cái gốc
ở Đồng Nai nào giờ luôn, nhưng mà gốc của cha là Ấn Độ. Dạ. Rồi, Tuấn xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo luôn. Thì hôm nay Tuấn chia sẻ đến cô chú anh chị. Dạ dạ được cô. Cô chú anh chị những cái điều thiết thực nhất và những điều mới nhất cập nhật cho cô chú anh chị. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo luôn. Có gì mà hay thì hay là những cái lời bình luận gì, cô chú anh chị cho Tuấn một lời bình luận để Tuấn sắp xếp.